Quỷ cốt tử nhưng điều chưa biết trong lịch sử Trung Hoa. Quỷ cốt tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí. Theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ một trước công nguyên tên ông là Vương Hữu, người đời Tấn Bình Công Trung Quốc, là bạn thân của Tôn Tử và Mạc Địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời xuân thu chiến quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn Tẩn người nước Tề, Bàn Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương Kinh Đô nhà Chu. Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng. Sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là Quỷ Cốc Hang Quỷ, bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề không phải chỗ cho người ở tên quỷ cốc tử do ông tự đặt ra cho mình người đời thường gọi ông là quỷ cốc tiên sinh ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số bói toán phong thủy quỷ cốc tử là tên của một nhân vật kỳ lạ đồng thời là tên một cuốn sách lạ kỳ nhất xưa nay trong lịch sử trung quốc gọi là thiên cổ kỳ nhân thiên cổ kỳ thư Quỷ Cốc Tử là nhân vật kỳ lạ. Tên tuổi, thân thế, hành tung của quỷ cốc được bao phủ bởi những truyền thuyết đậm sắc thần thoại, hư ảo. Ông là một người đa tài, môn gì cũng hay, đứng đầu nhiều môn học thuật, âm dương gia, tung hoành gia, một nhà thần toán giang hồ, một chính trị gia lỗi lạc, lục thao tam lực gồm tài và cũng là một thần y nổi tiếng. Ông có bốn đệ tử nổi danh kim cổ võ là tôn tẩn, bàn quyên, văn là tô tần, trương nghi đã tung hoành ngàn dọc, tham dự cuộc tranh hùng dữ dội của bảy nước thời chiến quốc. Quỷ cốt tử là một cuốn sách kỳ lạ, chứa đầy mưu kế kỳ lạ, quỷ khốc thần kinh dành cho các bậc đế vương tu thân, cai trị đất nước một cách thông minh, các biện sĩ, kỳ sĩ, mưu sĩ thuyết phục thiên hạ để tiến thân, các nhà quân sự, tướng lĩnh quyết thắng trên chiến trường những người lãnh đạo thành công trong việc hiểu người dùng người để gây dựng sự nghiệp những người bình thường dùng để phòng thân sắp xếp việc nhà đối nhân xử thế và làm ăn buôn bán kinh doanh có trăm mưu ngàn kế nhưng cuốn sách này quy về một lý là đánh vào lòng người có người gọi mưu kế là tâm thuật đấu pháp là dùng mưu kế chống lại 36 mưu kế lưu hành xưa nay trong thiên hạ. Trải qua 2.000 năm, cuốn sách đã được nhiều học giả chuyên tâm chú giải, trong đó có bốn người nổi tiếng là Nhạc Phong, Hoàng Phủ Thụy, Doãn Tri Chương và Đào, Hoàng Cảnh. Quỷ cốt tử và cuốn sách của ông đã gây nhiều tranh luận sôi nổi bất tận của nhiều nhà nghiên cứu xưa và nay. Đại văn hào Liễu Tông Nguyên cũng rất hăng hái nhập cuộc, Đại thi hào Lý Bạch ngày xưa cũng từng làm thơ ca ngợi Tô Tần đệ tử của Quỷ Cốc. Gần đây, một nhà xuất bản Trung Quốc đã chọn lọc hệ thống các công trình nghiên cứu thành sách gọi là Quỷ Cốc Tử Toàn Thư. Cuốn sách đã nêu ra 47 mưu kế khai thác trong sách của Quỷ Cốc, áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực. Mỗi mưu kế có dẫn chứng, minh họa bằng những tiểu truyện hấp dẫn thú vị trong các tác phẩm nổi tiếng như Sử ký Tư Mã Thiên, Tả truyện, Chiến quốc sách, Đông Châu Liệt quốc, Tam quốc chí. Quỷ cốc tử con người kỳ lạ nhất xưa nay. Một, kỳ lạ là tên ông được nhiều sách vở nhắc đến nhưng rất ngắn gọn, nhiều giả thiết thú vị. Nhiều cuốn sách như Sử ký, Tô Tần liệt truyện, Trường nghi liệt truyện, Phong tục thông nghĩa. Đều đề cập đến tên quỷ cốc, dùng rất ngắn gọn. Ví dụ, Tô Tần người Lạc Dương học với quỷ cốc hoặc Trương Nghi người nước ngụy cùng với Tô Tần học với quỷ cốc. Tên quỷ cốc cũng được các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thiết, theo dòng châu liệt quốc. Quỷ cốc là tên của cái hang ở đất Dương Thành thuộc địa phận nhà Chu. Chỗ ấy núi cao rừng rậm, ôm khí nặng nề, không có người ở. Trong núi ấy có người ẩn sĩ đặc hiệu cho mình là quỷ cốc. Theo Hán thư Nghệ văn chí, chữ quỷ được giải thích, quỷ là u hiển, u là ẩn, hiển là lộ. Có sách giải thích là quy, dựa vào câu quỷ cốt trả lời Trương Nghi và Tô Tần, ngô tử vu sơn cốt. Thế luận vị dư quy cốt giả. Theo truyền thuyết dân gian, mẹ của quỷ cốt ăn nhầm thức ăn đựng trong cái chén làm bằng xương quỷ nên gọi là quỷ cốt. Thường thì người ta gọi ông là quỷ cốt tử tử là thầy, chữ này xuất hiện đời tầng, tỏ ý kính trọng. Có thuyết thì nêu danh tính đầy đủ hơn một chút, Quỷ Cốt tử là một tung hoành gia thời đại chiến quốc. Ông họ Vương, tên hữu tự là Danh Lợi, dân gian gọi là Vương Thiền lão tổ. Hầu như nhiều nhà nghiên cứu đồng ý với thuyết này và thường dùng để dẫn khi viết về Quỷ Cốt. 2. Thần thế Quỷ Cốt có nhiều truyền thuyết đậm màu sắc thần thoại. Truyền thuyết dân gian cho rằng mẹ quỷ cốc ăn nhầm thức ăn đựng trong cái bát bằng xương quỷ, thụ thai và mang thai đến. Ba năm sáu tháng mới sinh ra ông. Bà mẹ sinh xong thì mất, ông được con cọp già cho bú mớm nuôi nấng. Ngày đêm theo cọp đi kiếm ăn nên rất tinh ma quỷ quái, chuyên dạy cho người ăn nói khoa trương và mưu kế. Ban đầu ông không biết chữ nhưng đã sáng tạo ra được 60 giáp tý để đoán vận mệnh và thuật bói toán, gọi là Vô Tự Đại Thư, quyển sách lớn không chữ. Nên người đời rất không phục gọi ông là Quỷ Cốc thần sinh. Phùng Mộng Long, tác giả Đông Châu Liệt Quốc cho rằng, Quỷ Cốc tiên sinh là một ẩn sĩ thông hiểu mọi lẽ trong trời đất, có mấy môn học vấn không mấy người theo kịp, đó là số học nhật nguyệt tượng vĩ đều thu ở bàn tay xem việc trước đoán việc sau nói gì cũng linh nghiêm binh học lục thao tam lược biến hóa vô cùng bày trận hành binh quỷ thần không biết du thuyết học nhớ rộng nghe nhiều hiểu rõ lý thế buông lời hùng biện muôn miệng khôn đương xuất thế học giữ toàn chân tính luyện thuốc nuôi mình không ốm không chết đắc đạo thành tiên có thuyết cho rằng quỷ cốt là bạn thân của mặc địch một lý thuyết gia của chủ nghĩa kim ái tức là yêu thương tất cả mọi người quỷ cốt cũng từng gặp lão tử người đời tôn là thái thượng lão quân ở hàm cốc ba xin ở thời đại cá lớn nuốt cá bé quyết liệt các nhà nghiên cứu xác định quỷ cốt sống trong khoảng cuối thời xuân thu chiến quốc và đầu chiến quốc thời đại Xuân Thu thời đại từ năm 770 đến năm 476 trước Công nguyên, thời kỳ nhà Chu suy yếu, các chư hầu, các địa phương các cứ mỗi nơi. Lúc này có khoảng 140 nước, các nước lớn thôn tính dần các nước nhỏ. Chiến Quốc thời đại 475-221 trước Công nguyên, thời kỳ chỉ còn 7 nước, ba nước mới thành lập là Hàn, Ngụy, Triệu, bốn nước cũ là Tần, Tề, sở và yên. Ngày thống kê trên cũng đủ thấy một thời đại nhiễu nhương, chiến tranh ác liệt, cá lớn mút cá bé, trên 100 nước nhỏ bị tiêu diệt, còn lại 7 nước tranh hùng, để rồi còn một nước, đó là nước tần. 4. Có bốn đệ tử lớn tung hoành ngang dọc một thời. Cũng theo truyền thuyết, quỷ cốc đã thu nhận rất nhiều học trò. Học trò rất đông, ai đến học thì học, ai muốn bỏ đi thì bỏ đi tùy theo tư chất từng người để dạy ai muốn học thuật gì thì truyền thụ thuật ấy chắc vì thế những học trò sau khi xuống núi hành nghề truyền đạo viết sách phong ông làm tổ sư hoặc là người sáng lập ra các học phái âm dương gia tùng hoành gia chính trị gia du thuyết gia trong số học trò của quỷ cốc có bốn người nổi tiếng là tôn tẩn người nước tề bàn quyên Trương Nghi, người nước Ngụy, Tô Tần, người Lạc Dương. Tôn Tẩn, bàn quyên học binh pháp. Trương Nghi, Tô Tần học nghề du thuyết. So sức học thì Tôn Tẩn giỏi hơn bàn quyên. Tô Tần tự cho sức học của mình không bằng Trương Nghi. Bàn quyên được cử làm nguyên soái nước Ngụy, lấn các nước nhỏ như vệ, tống, đánh bại được quân tề. Vua các nước tống, lỗ, trịnh, vệ thường phải đến chầu vua nước ngụy xét cho cùng bàn quyên là người tài giỏi nhưng vì ghen tài trở nên độc ác chặt chân đầy ải tôn tẩn lập được công lao sinh chủ quan cho mình là thiên hạ vô địch nên bị bại dưới tay tôn tẩn tôn tẩn sau khi thoát nạn bàn quyên theo điền kỵ nước tề tôn tẩn giúp tề uy vương đánh ngụy để cứu triệu giết chết bàn quyên ở mã lăng buộc nước ngụy phải thần phục nước tề tô tần được ca ngợi là một mưu lực gia bậc nhất về hợp tung của thời chiến quốc tô tần không ngại xa xôi đến xin học quỷ cốc học xong tô tần đã đến các nước châu tần triệu nhưng không được dùng đành phải quay về quần áo rách bươm người tiều tụy sơ sát thấy vậy vợ không thèm chào chị dâu không nấu cơm cho ăn tôi từng phải đem sách của quỷ cốc ra học lấy dùi đâm vế để khỏi ngủ gật thêm một năm nữa sau đó lên đường đến nước yên theo sử sách nước yên là một nước yếu nhất giữa các cường quốc tôi Tần được vua yên tin dùng và đề xướng thuyết hợp tung liên kết sáu nước tề sở triệu hàn ngụy và yên để chống tần bấy giờ Tô Tần làm tướng quốc ba nước yên triệu tề tên tuổi tô tần nổi danh khắp chư hầu tài hùng biện của tô tần như nước chảy có thể làm đổ cả thành cao ngàn trượng làm gãy cả địa thế Xung yếu dài hàng trăm xích trường nghi cũng học với quỷ khốc sau khi xuống núi đi du thuyết chư hầu có lần trương nghi uống rượu với tướng quốc nước sở bị nghi ngờ trộn ngọc bọn thuộc hạ của tướng quốc đánh cho một trận la lết trương nghi không nhận tội về đến nhà vợ chi chiết vì do học du thuyết mà mang họa vào thân. Trường nghi chỉ hỏi lưỡi mình còn không. Vợ tức cười, đáp còn. Trường nghi nói, thế là đủ. Chứng tỏ ông tin vào miệng lưỡi và tài hùng biện của mình như thế nào. Trường nghi đến cầu cạnh tô tần, bị tô tần lừa, buộc phải vào tần dùng thuyết liên hoành để thuyết tần huệ vương và ông được tin dùng. Trường nghi góp phần giúp nước tần cường thịnh mở mang đất đai làm cho nước sở suy yếu dọn đường cho việc thống nhất trung quốc tôn tẫn bàn quyên tô tần trương nghi được xem là tứ đại đệ tử của quỷ cốc bốn người đã từng làm mưa làm gió trong một thời chiến quốc quỷ cốc tử những điều lạ kỳ xưa nay một quỷ cốc tử một cuốn sách giáo khoa đặc sắc của nhiều môn học về tâm lý Sách cho rằng dù trăm phương ngàn kế cũng đều quy về tâm lý con người, đánh vào trung tâm lý, sở thích, dục vọng của con người thì thành công. Ví dụ, người giàu có thì thích địa vị, kẻ dũng cảm, cương cường dọa dẫm họ là điều vô nghĩa, khết bác họ thì mới thành công. Người uyên bác thích lý luận, nói nhiều, kẻ trí tuệ thấp thì hay bị lừa, kẻ bần cùng thì dễ bị mê hoặc bởi lời lộc. Về ngôn ngữ, nghe người ta nói có thể hiểu được sự buồn, vui, giận, ghét của người đối thoại. Nghe âm thanh, ngôn ngữ âm nhạc có thể biết được nhân cách của người sáng tạo và sự hưng suy của một nước. Về hùng biện, nếu sử dụng thanh thạo, xảo diệu thuật đóng mở bãi hạp thì không chỉ thuyết B H U C D U -E C người một nước mà còn thuyết phục được cả thiên hạ. Về quân sự thì chính binh không bằng kỳ binh phải chế ngự được kẻ thù, phải ra tay trước, lấy tám lạng đè bẹp được ngàn cân, có khi không cần đánh mà thắng, lợi dụng địa hình để đánh địch, dùng vàng bạc để làm tan rã hàng ngũ địch, cắt lực lượng địch, phân tán địch, làm cho địch mỏi mệt, dũng khí địch tiêu tan. 2. Cuốn sách lắm mưu nhiều kế. Cái kỳ lạ nhất của cuốn sách quỷ cốc tử là chứa lắm mưu nhiều kế quỷ khốc thần kinh thiên biến vạn hóa và dùng mãi không hết thông thường người ta xa lánh những người mưu kế thủ đoạn các từ ngữ mưu kế thủ đoạn bị lên án ngộ nhận vì do những kẻ ác tâm gọi là lan hổ chi tâm lòng lan dạ sói thi hành để đạt mục đích xấu vậy mưu kế là gì thực chất mưu kế thủ đoạn kế hoạch sản sinh từ đời sống thực tiễn của con người một người thợ săn mướn bẫy thú phải đánh động, gõ vào vật liệu gì đó, đá chẳng hạn, để thú hoảng sợ chạy ra và tóm lấy. Đó là kế đầu thạch vấn lộ. Cây gãy vì côn trùng đục khoét, bức tường đổ là do rạn nước lâu ngày. Đó là nguyên tắc của sách hư khích, kẻ hở, sản sinh ra kế ly gián, phản gián. Còn hổ trước khi vồ mồi thì thu mình lại để lấy thế và nhảy ra. Đó là kế dĩ khuất cầu thân, co để duỗi. Con thỏ thấy hổ quá mạnh, co chân chạy, là kế bất tiếng nhi thối, không tiếng thì lùi, chạy để bảo toàn tính mạng là thượng sách. Thực tế, có căm ghét mưu kế cũng không thể bỏ được. Vì sao? Vì nguồn gốc của mưu kế sản sinh từ đời sống, do đó, người ta căm ghét xa lánh nó cũng không thể được. Nó vẫn tồn tại một cách khách quan trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều mưu kế trở thành bản năng, phản ứng tự nhiên, mà đôi khi người ta cũng không nghĩ đó là mưu kế nữa. Một chàng trai muốn tán tỉnh một cô gái, hé mở cho cô ta biết mình là con nhà gia thế, thông minh học giỏi, sẽ chung tình trước sau như một, tức là anh chàng đang sử dụng một lúc hai thủ đoạn, bãi hạp úp úp mở mở và hư trương thanh thế phô trương muốn giúp một người xa cơ lỡ vận có công ăn việc làm, bạn đã giới thiệu với người khác là người này rất tài giỏi, trung thành, tận tâm. Tức là bạn đang sử dụng chiêu vô trung sinh hữu từ không thành có. Bạn không thích nghe tiết mục quảng cáo nhưng vẫn thuộc lòng lời giới thiệu một cách rành rẽ. Bạn đang vướng vào kế chúng khẩu luyện kim nói mãi phải tin của các nhà kinh doanh. Bạn không thích mưu kế nhưng bạn cũng phải dùng không ưa nhưng cũng phải ứng phó không muốn nhưng vẫn bị vây bởi giữa muôn trùng mưu kế ba cuốn sách chứa vạn tâm linh và chìa khóa vàng đáng quý là cái tâm của tác giả đối với nhân dân tác giả khuyên các vua chúa phải dùng con mắt của nhân dân thiên hạ để nhìn dùng tai của nhân dân để nghe lấy cái tâm của mình để che chở cho nhân dân và lấy cái tâm của nhân dân để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người mắt như vậy được gọi là thiên lý nhãn tài như vậy gọi là thuận phong nhĩ tâm được như vậy gọi là vạn linh tâm chứng tỏ tác giả rất khổ công và dùng cả cái tâm của mình để viết sách gửi gắm ước mơ vào từng trang sách đó là mong nhân dân được hạnh phúc no ẩm và được giáo hóa thành những người văn minh cái quý nữa là luôn cầu tiến bộ sách của quỷ cốt tử cho rằng phản là hiểu quá khứ Ứng là hiểu hiện tại, có biết quá khứ mới hiểu hiện. Tại, có hiểu hiện tại mới biết tương lai. Cái gì không còn thích hợp thì bỏ, cái. Gì còn thích hợp thì gìn giữ và áp dụng. Hiểu mình là trí, hiểu người là sáng suốt. Có sáng suốt mới có trí, có trí mới có sự sáng suốt. Ôn cố tri tân, ôn của biết mới, tri kỷ tri bỉ, biết người biết ta đấy là chìa khóa vàng mở cánh cửa đời sống của người thông minh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong những phần tiếp theo thân ái cháu tạm biệt